Đến chào các bạn trở lại với kênh Nhịp Sống Xanh Dance. Mình là Ngân Hà. Hôm nay, theo yêu cầu của quý vị khán giả, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc Shavada trên nền nhạc của bài Vào Đời, nhạc Remix. Đây là một bài mà mình biên đạo chia thành hai tổ hợp các động tác. Mỗi tổ hợp có 5 câu nhạc 8. Như vậy, cả bài chúng ta có 80 bước Shavada các bạn nhé. Đây là một bài mà chúng ta chỉ di chuyển qua một hướng thôi. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng mình cùng vào bài hướng dẫn này nhé. Trước hết mình sẽ đi qua một lượt, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Chúng mình cùng vào bài hướng dẫn nào. Tổ hợp số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cứ thế chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từ tổ hợp số 1 đến tổ hợp số 2, 80 bước cho đến khi hết nhạc thì thôi các bạn nhé. Và phần tiếp theo là hướng dẫn chi tiết. Ở phần dạo nhạc mở bài, chúng ta có hai động tác. Động tác thứ nhất, các bạn đứng nhún tại chỗ, nhún bên phải 1, 2, bên trái 3, 4. Khi chúng ta thực hiện bên trái thì chúng ta sẽ căng chân trái, chùng chân phải. Khi chúng ta thực hiện bên phải, chúng ta sẽ căng chân phải và chùng chân trái. Đếm nhịp nhanh sẽ như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy các bạn thực hiện cho mình hai câu nhạc 8. Tiếp theo, các bạn sẽ đi bước đơn bên trái trước. Chân trái bước sang 1, chân phải chụp 2, chân phải bước sang 3, chân trái chụp 4. Tiếp tục 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn thêm 1, 2, 2 nhịp nữa là chúng ta sẽ kết thúc phần dạo nhạc mở bài. Như vậy, phần dạo nhạc mở bài bao gồm hai động tác. Động tác thứ nhất, nhún bên phải trước, nhịp kép. Các bạn thực hiện cho mình hai câu nhạc 8. Động tác thứ hai, chúng ta thực hiện bước đơn bên trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn thực hiện cho mình cũng hai câu nhạc 8 và thêm hai nhịp nữa để chúng ta về tư thế ban đầu. Sau đó chúng ta sẽ vào nội dung chính của bài. Nội dung chính của bài, hai tổ hợp, mỗi tổ hợp 5 câu nhạc 8. Tổ hợp số 1, chân trái làm trụ, các bạn đá chân phải sang ngang 1, 2, 3 và thu chân phải về 4. Chuyển trụ sang chân phải, đá bên trái 5, 6, 7 và thu chân trái về 8. Làm nhanh sẽ như sau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2, các bạn tiến lên bằng chân phải nhé. 1, chân trái 2, chân phải 3, chân trái 4. Đá gót chân phải lên 5, đồng thời hai tay đưa qua mắt, thu về 6. Đá gót chân trái lên 7, thu về 8. Sau đó các bạn lùi bắt đầu bằng chân phải 3, 2, 3, 4. Lại thực hiện gót chân phải 5, thu về 6. Gót chân trái 7, thu về 8. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3,
1 và số 2. Bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4. Đi tráng chân. Chân phải phát qua bên trái, tay đưa vào lòng. Chân trái đá sang ngang, hai tay đưa xuống sang ngang. Chân trái phát qua bên phải, hai tay đưa vào lòng. Chân phải đá sang ngang, hai tay đưa sang ngang. Khi lui về bắt đầu bằng chân phải, hai tay đưa cao, lui về 4 nhịp. Đếm nhịp sẽ như sau. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhanh hơn một chút nhé. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 5. Các bạn sẽ đi một vòng quay, bắt đầu bên phải bằng chân phải. Ta đưa chân phải 5, chân trái 2, chân phải quay 3 và chân trái trụ đồng thời vỗ tay 4. Sau đó các bạn lại quay một vòng bên trái, bắt đầu chân trái 5, 6, chân phải 7 và chân phải trụ tại chỗ vỗ tay bên trái 8. Đếm nhanh hơn một chút nhé. 5, 2, 3 vỗ 4, 5, 6, 7 vỗ 8. Mình sẽ đi theo bước sắp và đan nhanh hơn một chút nhé. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết hợp câu 4 và câu 5. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp số 1. Mình sẽ sâu chuỗi toàn bộ tổ hợp số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 2. 5 câu nhạc 8 bắt đầu bằng bước khóa chân. Chân phải bước lên. 1, chân trái. 2, chân phải kép. 3 và 4. Chân phải đuôi xuống. 5, chân trái. 6, chân phải qua kép. 7 và 8. Mình sẽ đếm chậm hơn chút nhé. Và 1, và 2, và 3, và 4, và 5, và 6, và 7, và 8. Nhanh để mất đi nhịp vàng. 1, 2, 3, và 4, 5, 6, 7, và 8. Câu số 2, chúng ta đi bước đơn bên phải. Tay phải cao 2, trụ chân trái 2. Bước đơn bên trái 3, tay trái cao, trụ chân phải 4, lặp lại 5, 6, 7, 8. Mình sẽ thực hiện lại câu số 2 này. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3, nghiêng một góc 45 độ, chân phải đá lên, đá gót các bạn ấy. Ta đếm 3, thu về 2. Đá gót chân trái 3, thu về 4. Đồng thời các bạn hất tay lên, thu chân về, đưa tay về, hất tay lên và thu tay về theo nhịp của chân. Đếm lại nhé. 3, 2, 3, 4. Chán chân nhanh, chân phải 5, chân trái 6, chân phải thu về 7 và chân trái thu về 8. Đếm nhanh. 5, 6, 7, 8. Lặp lại một lần nữa. Câu số 4. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ thực hiện nhanh câu số 3, câu số 4. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và câu số 5, câu cuối cùng. Đi ngang chân phải 5, lùi chân trái 2,
đưa ngang chân phải 3 và chấm chân trái mũi gãy tay 4. Lặp lại bên trái, đi ngang chân trái 5, lùi chân phải 6, đi ngang chân trái 7 và chấm chân phải mũi chân vỗ tay 8. Nhanh hơn một chút nhé. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nâng chân hơn một chút này. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ show chuỗi tất cả 5 câu nhạc 8 của tổ hợp số 2 này. Bắt đầu. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Với tư thế này chúng ta lại trở lại câu số 1. Đánh chân ngang, đánh chân ngang bên trái. Và cứ như thế các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết nhạc thì thôi các bạn nhé. Mình sẽ quay đằng trước thực hiện hai tổ hợp để tạo thành một bài nhạc hoàn chỉnh. Tổ hợp số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc hai tổ hợp. Và lưu ý cho các bạn đến phần dạo nhạc giữa bài. Đoạn nhạc dạo thì các bạn sẽ thực hiện tổ hợp số 2. Chúng ta chỉ thực hiện 4 câu nhạc 8 thôi. Và chúng ta sẽ bắt ngay vào tổ hợp số 1 cho đúng nhịp của nhạc. Và bước chân của chúng ta sẽ đẹp hơn. Bài của ta đến đây là hết rồi. Nếu yêu thích kênh Nhịp Sống Xanh Dance, những bài do Ngân Hà biên đạo, hãy bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Bye!